Chí cảnh mắc lờ, nói cho nghe này, chí cảnh mắc lờ. Nè, nói cho cứ nghe. Trước khi muốn phót người khác phải lấy đúng hàng thật phót. Không có tiền thì nói tao gỡ cho, để cho hàng thật phót tao mới tin. Còn cái hũ kem mày cầm nó không có đúng nghe mặt lờ, mày uống máu lờ ghét là mày uống máu lờ ghét lắm, nhưng mày không có được sáng suốt và thông minh đó. Mày là trong cộng đồng LGBT mà người ta gặp không có ai dám chơi với mày chứ. Ta không có, nói chung là nhìn cái mặt lờ của mày là người ta muốn đinh vô mặt mày rồi. Đó cho nên đây nè, nhìn chưa, nhìn kỹ nha. Nếu mày có con mắt thì mày nhìn kỹ đây. Thấy ok không? Mày nghiêng lên gì là thấy có cái hàng trắng ở đây không? Là một, hai nữa cái hình của tao mày thấy không? Đây. Cái hình của tao mày thấy không? Màu vàng ánh kim. Mày trước khi mày nhìn kỹ coi coi có nó có giống như người ta chưa? Nha. Nhớ nha, chí cảnh mặc lờ. Mày muốn nói chuyện á nè, tao nói cho mày biết luôn, mày câu like vì mục đích gì? Kiếm tiền YouTube dơ bẩn là một. Hai nữa là mày để bán hàng, bán ba xin gum gì? Mày bán xin gì? Xin lờ chứ xin gum gì? Nè, muốn bán hàng để cho khách yêu thích mua lên khóc. Chứ đừng có đi coi bói mà xin ta cái điện thoại nha, thằng chí cảnh mặc lờ. Chí cảnh mặc lờ, đây số điện thoại của tao. Muốn gì tìm kiếm tao. Chứ đừng có rúp rúp trốn như là con rùa rúp đầu nha. Chí cảnh mặc lờ. Đây của tao. Chính chủ. Gặp tao ngay chí cảnh mặc lờ. Còn không có tiền cho một chiếc xe chạy chơi Sibo Alas Bích ba. Nghe. Chí cảnh mặc lờ. Mọi người chia sẻ, chia sẻ thả like nhiều để cho chí cảnh nó thấy được em nha mọi người. Nhớ chia sẻ thả like giùm em, để cho thằng chí cảnh nó biết được em không có bán hàng bên TikTok. Lưu ý, không bán hàng bên TikTok. Chí cảnh mặc lờ muốn gì lên kiếm tao.